Shop Zippo sưu tầm. Xin chào cả nhà. Hôm nay giữa tuần, em xin chúc cả nhà có một ngày may mắn, thuận lợi và bình an nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà một dòng Zippo xưa, Zippo ba chấu 1947 full niken. Thì cái dòng full niken đó thì nó sản xuất ra chỉ có năm 46-47 thôi. Nó có 3 loại chính. Một loại đầu tiên là đầu năm 46, bánh xe ngang phom cao niken thô. Và giữa năm 46 thì nó là đổi ra bánh xe xéo dẫn búa giọt lệ. Qua 47 thì buồn đốn 14 lỗ, búa nó trở thành là búa thường. Từ năm 47 trở tới năm 5S thì nó xài búa thường, nó không còn búa giọt lệ nữa. Và cây này em giới thiệu đến anh em là cây full niken 1947 mạ chrome, nguyên zin. Cây này là nguyên zin nha, chưa có qua sửa chữa gì hết. Cây này được sản xuất vào năm 1947, còn nguyên lớp rơm. Thì cái cây niken đời đầu á, năm 1946 á, bánh xe ngang thì nó không mạ rơm, nó là niken thô. Còn năm mà giữa năm 46 trở về năm 47 thì nó sẽ có một cái lớp rơm mạ lên. Nhưng mà cái lớp rơm bám trên niken nó yếu hơn là cái lớp rơm bám trên đồng. Bởi vậy thường những cây mà niken zin thường nó sẽ không được đẹp, nên nó sẽ có những cái lớp rơm chóc. Bởi vì anh em, nhiều anh em là xả rơm ra, anh em thấy cái màu niken anh em thấy đẹp khoái, với thực chất những cây đó thì nó không còn giá trị nữa. Giá trị là những cái cây mà còn lớp rơm. Lớp rơm này để làm chi? Lớp rơm này hãng mạ là để bảo vệ cái lớp niken ở mé trong. Kể cả từ xưa tới nay là cái lớp rơm á, anh em hay còn gọi là cái màu inox đó, là để mạ nó rất là cứng và bền, nó mạ để bảo vệ cái lớp đồng ở trong và lớp niken ở trong. Nhưng mà cái đời mà niken thì nó bám trên rơm, nó bám trên niken rất là dở, và thép nữa, cái độ bám nó không bằng những cái đời mà Zippo sản xuất bằng đồng. Đây em giới thiệu cho anh em cây Zippo 1947 nguyên zin, lớp rơm còn zin hết toàn bộ, chữ ký zin hãng nha anh em, chữ ký zin hãng, có vết nổ rơm, lề ba chấu nguyên zin, mặt sau là tên của một cái công ty mà đặt Zippo quảng cáo. Thì thường những giai đoạn này những cái công ty nó sẽ đặt tên lên Zippo để quảng cáo thương hiệu. Mọc niken nguyên zin nha anh em, liền lạc, chưa cắn nha, con này chưa cắn mớp gì hết, nó chỉ bị là chóc rơm thôi. Cái điều này là rất là bình thường đối với mà Zippo niken nha. Niken 47 nguyên rơm, lề zin hết toàn bộ. Cây này qua sử dụng rồi, cái vỏ còn liền còn rất là đẹp nha anh em sưu tầm, mà sưu tầm con này là hết ý. Đây cái ruột của nó, đây ruột nguyên zin theo máy, ruột niken, vỏ niken tán đồng. Thì thường những cái cây mà lưỡi gà gù á, là từ xưa cho tới năm 1957-58 thì nó sẽ xài gì lưỡi gà gù. Lưỡi gà gù thì nó sẽ xài cái chốt tán bằng đồng, cái đặc trưng của cái dòng lưỡi gà gù nha anh em. Ruột qua sử dụng màu còn rất đẹp, búa chỉ bị hơi mòn xíu thôi là do sử dụng. Búa còn lớp rơm luôn nha, búa này bằng thép mạ rơm. Con niken zin á thì thị trường Việt Nam rất là ít, còn niken mà qua sửa chữa bán 5-6 triệu, 4-5 triệu á thì nhiều lắm.
Con này là Nikenshin nguyên rơm 1947. Con này được cái hên là nó có âm thanh. Thì thường em bán shippo á là em không có bán âm thanh. Nhưng mà con nào có là có, con nào không á thì tùy hên xui thôi. Nhưng mà con này hên, đặc biệt là nó được cái là có âm thanh. Con shippo Niken 1947 nguyên zin, nguyên rơm, chưa cắn mớp, chỉ bị nổ rơm thôi. Con này em giao lưu với cả nhà mình là 9 triệu rưỡi nha, 9 triệu rưỡi, 9 triệu 500 ngàn. Rồi, cả nhà có thể liên hệ em qua số điện thoại nha. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian ra xem video của em. Chúc cả nhà có một tuần may mắn, thuận lợi và bình an nha. Bên em thì ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời cho anh em yên tâm sử dụng. Bao sim tất cả các mặt hàng bán ra. Nếu không sim cứ quay đầu thoải mái. Tất cả các mặt hàng bán ra đều zin hãng và chủ đề đều zin hết. Cho anh em yên tâm. Cảm ơn.